Ngày 10 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch, Câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền thành phố Uông Bí tổ chức chương trình gặp mặt đồng diễn võ thuật đầu xuân. Trong chương trình, 120 hội viên Câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền thành phố đã tham gia đồng diễn Thái cực quyền và các bài võ thuật. Từng động tác uyển chuyển mạnh mẽ của các bài quyền mang đến tinh thần trẻ khỏe tươi vui cho những ngày đầu xuân năm mới. Nhân dịp này, Câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền thành phố đã trao quyết định kết nạp cho 28 hội viên mới. Câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền của thành phố hiện có 11 chi hội với hàng nghìn hội viên. Trong những năm qua, câu lạc bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, tập luyện, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng, qua đó góp phần bảo tồn và phát triển các bộ môn võ cổ truyền, cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.